Ngày mai để em thức sớm em làm. Cái này là dưa chua nãy em làm nè, giờ cũng dùng. Trồng hoa phê, trồng hoa phê hoa khác nhỏ cho thay em con cũng sợ. Hi, theo xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Gia đình Bé Heo Cuộc Sống Trung Quốc tại Hà Bắc. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với gia đình nhỏ của Theo nha. Sáng ra ăn cơm, dẹp dọn xong rồi, cái Bé Heo nói mẹ ơi bữa nay con nghỉ ở nhà buồn quá à, có chợ không, mẹ chở con đi chợ chơi đi, tại ở chợ rất là đông người luôn, đi nhìn cho nó đỡ buồn, đỡ nhớ Việt Nam. Bữa giờ nó nhớ Việt Nam, nó đòi về Việt Nam hoài không bà cô chú. Nó nói sao anh Hai Tường nó nghỉ hè rồi, rồi sao con giờ này chưa được nghỉ hè nữa, tại vì nó hỏi em á là khi nào về Việt Nam, rồi em mới nói với nó khi nào con nghỉ hè đi rồi mẹ dẫn con về Việt Nam vậy đó. Mỗi lần đi ra chợ đi đâu cái thấy đồ cái kêu mẹ ơi mẹ coi đồ em bé trai đó, mẹ mua đồ cho anh Hai Tường với, tại vì bà ngoại với dì Năm rồi gửi đồ qua cho con mà không ai gửi đồ cho anh Hai Tường hết. Không ấy mẹ mua đồ mẹ gửi cho anh Hai Tường với con đi. Nãy đi chợ không mua được gì hết trơn á cô chú. Rồi em thấy bữa hổm còn nửa bịch bột chiên bánh xèo á, rồi em mua giá hẹ nè, hồi nữa em sẽ làm nhân giá hẹ với trứng đổ bánh xèo cho nó hết cái bịch đó, để lâu em sợ nó bị hư. Với mua salad nè, hồi ăn chung, mua hai cái tép nhỏ này, gừng nó dành trụng thịt này kia. Còn cái này thì củ cải trắng, củ cải trắng với củ cà rốt, đặng em làm dưa chua cho Bé Heo ăn. Này là hai cái bánh nè, để dành nướng ăn sáng cũng được. Có nhiều đây nè, với bắp, bốn trái bắp. Bắp này không phải như bắp bơ hổm, như bắp này là bắp vàng, bắp nếp á cô chú. Bơ hổm thì bắp lai này nè cô chú, rất là ngon. Em mua về em tính làm hầm này kia cho Bé Heo nó ăn. Bé Heo nó ít có ăn cái lắm. Bây giờ thì em sẽ gọt hai củ này, đặng hồi nó mình bào ra, mình bào sợi. Rồi mình sẽ ngâm muối vài tiếng đồng hồ cho nó mềm, cái đầu mình mới làm dưa chua được. Em mới làm cái kiểu này nhìn thấy nó ngon quá à. Dưa leo cũng ngon nữa cho nên em làm theo kiểu này, thấy nó cũng tiện. Có một cái hơi mất thời gian là mình ấy muối vô, mình đợi mấy tiếng đồng hồ. Đợi mấy tiếng đồng hồ thì mới xả nước. Làm dưa chua mới lựa củ bự này chứ, em nấu ăn được củ nhỏ không. Thì em sẽ bào nó. Bào cái này nhiều mắt lắm cô chú, có mắt vừa vừa, mắt bự, mắt nhỏ. Em thấy vậy đây dễ ăn, bào đi ăn cho nhanh. Rồi mình ăn bánh mì nữa cũng dễ. Tại em mới mua bánh mì tới á. Bây giờ thì em sẽ gãi muối lên cho hồi cho nó dẻo lại, cái mình ra mình xả nước. Một cam với một màu trắng rất là đẹp luôn. Đây, chút nữa mình ra mình xả. Bữa nay cuối cùng thì em cũng mua bánh mì tới rồi nè cô chú. Em sẽ làm chả lạnh với trứng nè. Cha Bé Heo hồi sáng thèm lắm, mà sáng thức sớm em không có hay. Cái bắt đầu đi ra ăn bánh mì không, không có biết chiên trứng gì ăn hết trơn gì đó. Ngày mai để em thức sớm em làm. Bánh mì này em mua của bạn ở bên Việt Nam. Cho vô đây trứng.
Chả biết hàng phải ăn gì đây lắm. Phải ăn trứng gì nè. Mình sắp pate vô. Dưa leo. Chả lạnh chứ, sắp chả lạnh vô nó lộn. Sau đó thì mình sẽ cho ngò gí vô. Rau mùi. Rồi mình sẽ xịt nước tương vô. Sau đó thì sẽ cho tương ớt vô. Không có dưa chua. Em mới mua em chưa làm nữa. Xong một ổ ăn bà cô chú ơi. Nãy giờ ngâm 2 tiếng mấy rồi này cô chú. Bây giờ nó mềm nó dẻo rồi nè. Giờ mình sẽ mang đi xả nước. Em dắt nước cho nó khô rồi. Bây giờ nó gáo rồi nè cô chú. Bỏ vô cái hộp này mình trộn. Chiên này em không có nấu nước nữa. Em trộn theo cái kiểu bạn người Việt Nam mà đăng lên trên TikTok. Em thấy bạn nó chỉ rất là thấm giòn ngon nhanh luôn. Không có cần nấu nước. Hồi nó mình trộn đường vô chung luôn. Trộn trực tiếp vô luôn. Được. Giấm. Chua chua lắm nha. Đổ vô. Xíu nước mắm. Bạn nói chọn kiểu này nó mau thấm. Mau ăn. Rồi bắt đầu mình làm thêm lớp nữa. Nhìn cái sợi nó rất là hấp dẫn. Giờ thì mình trộn lên. Rồi bắt đầu mình mang để tủ lạnh đi. Hồi nó bắt đầu nó tan ra mình lại mình trộn tiếp. Bây giờ thì em sẽ xào giá hẹ. Hồi sáng thì tính xào với trứng mà nhà hết chân trứng rồi. Giờ thì xào không. Có gì xào đó đi. Xong rồi thì sẽ đổ qua cái gỗ này để hồi cho nó gáo nước. Đặng mình đổ bánh xèo nó không bị có nước á cô chú. Bây giờ thì xào nhân xong rồi em đi pha bột. Còn nhiêu đi làm cho nó hết chứ để nó bị hôi. Mình khui ra rồi. Cái đại bộ hổng chồng em nói ăn chưa có đã. Ăn chưa đã thèm nữa. Bữa nay không có bia gì hết trơn, cho nước không mà ông bà cô chú ơi. Bỏ mà em chiên mẹ em nói cái dành nó không có giòn. Chiếc này em làm cho nước nó lỏng ra xíu rồi, coi nó giòn không. Đập cái trứng gà vô luôn. Đặc quá. Giờ thì nhắc cộng hành vô, còn có cộng hành duy nhất.
Để đây cho nó ngủ đi. Bữa nay thì cuối cùng cái bánh nó cũng có ghìa, ghìa giòn rồi nè cô chú. Bữa nay em làm cái bột nó lỏng hơn. Bữa hổm em làm cái bột khoai đặc á, cái đầu tiên mà nó có ghìa đó, nó giòn rồi đó. Bữa hổm chắc là bột đặc cho nên nó không có giòn, không có giòn cái đìa. Bữa nay cái bột em làm nó lỏng rồi nè. Dính con mẹ vô đây vậy. Có ghìa giòn rồi nè ông bà cô chú ơi. Bây giờ thì xong hết rồi, được đâu 7 cái cô chú. Dĩa này là 4 cái nè. Dĩa này 2 cái, dĩa này 2 cái bánh không, không có nhân. Hồi nãy em tính đâu giá nhiều quá, ai ngờ đâu không đủ. Bây giờ thì xong rồi, mời cô chú anh chị ăn với vợ chồng em nha. Cái này là dưa chua nãy em làm nè, giờ cũng vừa ăn rồi nè cô chú. Mấy tiếng đồng hồ được ăn được rồi đó. Cái này là xà lách này của ông nội của nhỏ nhỏ cháu em nè, ông nội chồng nó chồng đó cô chú. Xà lách này giống Việt Nam mình nè. Nhỏ nhưng mà nó hơi cái gì nhẵn nhẵn á. Hai, theo xin mời ông bà cô chú anh chị và các bạn ăn bánh xèo với gia đình ha nha. Chưa bữa trưa nè bây giờ. Hồi nãy chiên hai cái bánh không. Mà dạ ăn hết nửa cái. Rồi đây lên. Nó đợi vô đây cho ông bà cô chú không thấy con ra cho bên nhà mình gì nè bây giờ. Được rồi, chúng đây được rồi. Ngồi đây nè, con ngồi đây nè. Po vào sân lá. Quyên thưa cho trung gian. Nó đòi ngồi ngay trắng giữa cho mà cô chú thấy nó. Hết xì, tăng sao nè. Tăng một chút sao, chứ. Bỏ vào đây nè. Bỏ vào đây nè. Bỏ vào đây nè, còn hai chào ông bà cô chú đi. Hai xin chào ông bà cô chú nè. Nó sợ vậy? Gì vậy? Nó khi nông thu là sử. Nó khi nông thu là sử. Chị đi bây giờ. Dễ nên nông thu là khách. Cái xà lách này bên Việt Nam mình. Ừ. Xì. Nóng xá sổ sổ mỡ đó không nhẹ. Bỏ miếng gỏi vô. Miếng dưa chua vô. Cuộn lại. Cuộn lại xong mà ăn rồi đó nghe. Hè chàng không về trùy. Chàng lần chàng không về trùy. Trùng á phê. Trùng á phê. Như mì chi chung trùng á phê. Trùng á phê. Con chán nữa. Mà hôm bữa em quên đem ra. Nước quả vậy. Hồi nãy nó vừa ăn cơm, nó vừa ăn hết nữa cái bánh không à. Cho nên bây giờ nó không có ăn nữa. Dưa chua mới làm ăn vừa ăn ngon nha cô chú. Nó xuyệt. Salad cái ăn nhẵn nhẵn thiệt tình luôn. Uống thêm chi bây giờ. Nhưng mà học chưa không biết chi. Bữa nay làm gì mệt à. Cái dưa chua này mà có bánh mì bỏ vô nó là ngon nhất nách. Em cũng mới mua bánh mì tới. Mai em làm cho bé heo, sáng thức sớm làm cho bé heo hai ổ ăn đi làm.
phải hát. Ông bà ơi, hát bài cho ông bà nha. Hay hay thiên không về truy, nhàng nhàng giang cung truy về, trùng hoa phê, trùng hoa phê, tiên tiên sư, tiên tiên sư truy. Rồi, còn bài gì nữa không? Nói sao? Quá sao rồi? Ừ. Bắt cái gì? Ừ. Em bắt cái gì trong trong em nhẹ mai chị em bắt cái gì là trong trong em nhẹ qua vòng sông đi về tạm được chưa em nghe hơi tâm nhớ con như cùng mà sao theo lên trần gì ta em như hoa hậu thơm mấy cạo để đang nghe thế chưa em trong nhà nào chưa mà đê gì mà không ăn nó có ăn nhỏ em bắt cái chiến ở tàu go mang vợ đưa lối. Mẹ mèo có mặt như mèo đi. Em chưa có xong mà mới biết bao bài gì nè. Ừ. Hai bài đây. Hai bài mèo có mặt như mèo đi. Mèo em mặt yêu mèo. Sao sao lắm. Em nhìn mẹ em khăn mà to. Em nhìn nhìn đất. Nhìn nhìn nè. Em khác đi mèo. Bài gì nữa? Em sẵn. Bài gì em bữa con lên trên trường con múa con hát đó. Xèo bay chi đó.我打打不是学也是打冬天我打打不是学人的意我打要好每天我看你你教你我可还多有些人我钱好马天下也月子也静静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 
随着路中间带我去看路树下还有海外的田野，我准备呀飞呀飞，飞着我童年那时门前梦寐见不见，没见几年见着空间，飞呀飞呀飞呀飞呀，江流去就画眉眼中花，飞呀飞呀飞呀飞呀。你还可以呢哈，我想学。把这空窝那个窝，爱爸爸爱妈妈的。我会那种歌。我呢？摆一票，我是小书包，花儿开，鸟儿叫，太阳公公笑，鸡西叫，鸡西吱西呀，鸡西。洗刷呀，洗洗澡，我是好宝宝，爱妈妈，爱爸爸，我要快快长高。小飞机，纸飞机，一起做游戏，空中飞，嗡嗡嗡，蜜蜂采采蜜，讲爱听，解切到，世界都美好，爱妈妈，爱爸爸。我要快快长高。嗯，好，我中文。我要单子。哈哈，有啊，我可以啊。来，叫我可以听听，这是哒哒哒哒哒。阿卡西公冰冰冰冰，黑夜寂静静的滴答，每个姐姐公园里呀，你别看我，每个姐姐公园里呀，讲几句滴答，我是咪咪咕哒咕哒咕哒，我咪咪咕哒咕哒咕哒，我现在我咪家家，家里宝贝，家里宝贝。真是的那是什么家里家里家里爸爸nó đang làm cái trend ở trên hot TikTok hôm bữa giờ đó cô chú, trend Ấn Độ á. Giờ thì video của em sẽ được khép lại tại đây, cảm ơn cô chú anh chị đã xem, bye bye, hẹn một đôi video vào ngày mai, bye bye mọi người chú đi con.